Hello, hello, xin chào tất cả mọi người. Lần đầu tiên cho Hồng Lý gửi lời chào đến cả nhà thương thương trên kênh Bé Heo QT Vlog. Thì giờ này là giờ tụi em bắt đầu ăn chiều nha cả nhà nha. Nhưng mà hôm nay buổi ăn chiều lại là có một ngày được một người em rất là dễ thương nữa, đó là em Phước đã tặng cho nhóm của Hồng Lý một buổi ăn. Trời ơi, mình đi ngày cái ngày mình đi phát từ thiện á, thì cái ngày đó là mình cũng là cái ngày buôn bán, mình được ủng hộ mà mình đi phát giùm thôi, mà lại được các anh chị thương như vậy. Anh Vũ Nguyễn, vợ chồng anh Vũ Nguyễn đã cho ngày hôm qua ăn bò bít tết, hôm nay thì lại được em Phước mời dịch quay và hiện tại đang kêu nước trà bắt đồ vô nữa. Các nhà nhìn ơi, lộn, vịt quay tiêu, vịt quay truyền thống và gà quay nha các nhà nha. Đây, trời ơi, rất là vui luôn các nhà ơi, gia đình của em đây các nhà. Đây là món vịt quay tiêu đó. Đây là vịt quay truyền thống đó. Còn đây là gà quay xả ớt. Gì? Gà muối ớt. Gà quay muối ớt. Còn đây là bánh mì bánh mì bình thường. Còn này. Đây là nước chấm tiêu. Ok. Còn đây là dưa leo. Còn này, còn này chỉ nè, lên đây. Còn đây nè. Heo quay nướng. Cô ca ăn gì? Cô ca nói đi, cô ca ăn gì? Cô ca ăn mì gió. Cô ca ăn mì gió vậy hả? Thôi cô ca ăn bánh gì da đi. Cô ca ăn mì. Nghe nè, cô ca chào mọi người đi. Hello. Cô ca hello mọi người đi. Hello mọi người đi. Kệ kệ, nhìn đi, hello. Hello mọi người. Đó. Ai đây? Ai đây? Ai đây? Ai nè. Này cô ca nhìn nè, cô ca đang nhìn nè. Ai nè cô ca? Ai nè cô ca? Ai? Hồng giấy. Hồng giấy. Ok, hồng giấy cả nhà ơi. Đó. Thì bây giờ là tụi em bắt đầu ăn đi, cái hồi ăn đi. Bambi nè đã phải quay cho mình rồi, vô ăn đi Hạnh. Vô ăn đi em, ăn đi xong rồi mình phải ăn cho bánh mì phải không? Cho cái dịch nè. Ủa có đợi ai nữa không? Có đợi ai là mình ăn, em nói là vô nước vô thôi. Cảm ơn bánh mì kìa chị, cảm ơn bánh mì kìa má. Ủa? Tại kỳ ghê vậy đó, mà bà Linh có mời một người bạn xuống ăn đấy, một người bạn cũng trong cộng đồng LGBT nha cả nhà nha. Thôi bây giờ trong thời gian đó với hai gọi điện thoại thì em sẽ gọi điện thoại đóng sao đâu, em sẽ trò chuyện với cả nhà mình. Thì bắt đầu Hồng Lý có kênh Bé Heo QT Vlog rồi, thì nhiều khi đó trên thằng ở đây em cả nè đi qua bên gì trước rồi, mà nếu em mà trời mày băng tao quánh mày. Cái cầm ăn đi nè. Nhiều khi anh cả đi quay vậy rồi đó thì đó tụi em ăn như vậy nè, thì làm sao quay để cảm ơn được những người mà tặng cho mình buổi ăn. Nên là có cái kênh nhỏ này thì cũng nói chung là cũng đỡ ha cả nhà nha. Nói chung là ta gọi là không có dây chánh thì có dây phụ, thì kênh anh cả là dây chánh, kênh Hồng Lý là dây phụ. Như bây giờ là không có anh cả phải buộc lòng cứ dây phụ vào nha cả nhà nha. Đó, thì bây giờ em mời cả nhà mình ăn cùng em nha. Dù là em mời, em biết là cả nhà mình á là không có ăn được, nhưng mà bằng tấm lòng của em nha mấy cả nhà. Thứ hai, nói chuyện chưa? Có tiêu à? Đổi với có tiêu ngon quá. Cảm ơn anh. Không mừng gì đấy mọi người. Đây mời quay lên mời kìa. Bây giờ sao? Có mời với lên nữa. Không mời mừng đâu. Không cho tôi ăn cho tôi đi. Không mời mừng. Có cho mọi người ăn không? Cho mọi người ăn. Có kìa, nó cho mọi người cái đường kìa. Rồi Thảo ăn cho mọi người. Lấy ngọt tiêu lên. Lấy ngọt tiêu lên. Lấy ngọt tiêu lên. Miếng vừa cho em nó đi. Ủa sao Hạnh nổi bà? Mùa. Dạng 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 dạng. Này đó. Vô rồi. Đúng rồi. Lấy ngọt tiêu lên. Lấy ngọt tiêu lại. Đà má. Cái gì mười. Cái nhà biết là mỗi bên kênh anh cả đó. Thì cái ngày mà mình phát trực tiếp á. Mà mình phát quà cho bà. Mình phát rồi nó phát gì hai? Dạ, phát tôi. Vừa ăn được hay là vừa mới là năng nổ luôn. Con em á, con em mới bị giọng á. Mới phát ở bên kia luôn kia, nó mới phát bên kia nữa. Rồi phát bên này có phát bên kia nữa. Hai cơ. Ừ. Hôm nay nó bây giờ đâm ra là được một người em mời ăn á. Thì là cũng có gì mời với một người bạn xuống nữa nha cả nhà nha. Rất là vui luôn. Hôm nay là bạn con mời với mời. Nói chung là mời hay là mời hết hay lắm. Mỗi lần mình dọn ra là 10 xuống. Linh báo tin á, Linh cũng luôn. Mà thấy có cũng 10 mà. Nói chung là 10 thích thôi hay. Linh ai báo. Không, 10 đúng giờ 10. 10 giờ, 10 giờ không ăn, không ăn hết, không ăn phụ hết lắm. Có 10 con mới mua nhiều. Dọn đi về mà xích vô. Dọn đi về mà xích vô. Chắc em... Lên, quay tiêu rồi lên. Xuất sắc rồi lên. Linh lên bạn quay tiêu rồi bà Linh. Quay tiêu xuất sắc rồi. Dưới không biết ai là chọn. Không, mỗi người cho một lời chào đi. Thôi giờ chọn con hồi Tết á. Chào cả nhà mình nha. Bây giờ thôi để Bambi vô ăn luôn chút xíu này. Nhưng cái lúc clip xong nha cả nhà.
Ăn đi ba bên. Trên này mình cũng quay ngắn cho vui thôi. Trời ơi là trời thiệt á. Thì hả Phước mời hôm nay trong nhóm ăn nha. Bây giờ hả chế thấy chị em tội nghiệp quá nên chế cũng hơi dám ăn nhiều. Mình là giàu mà nhìn quá chưa xương cả nhà. Trời ơi ăn cái gì vậy má? Ăn đó cuối cùng. Trời ơi tới cuối cùng còn tới cái miếng xương nó mắc cũng chừa lại nữa. Ăn cái gì mà quá trời ăn luôn. Hình như là dịch quay không con dịch quay bác ăn hết thì không nửa con. Em dạ, có ăn hết cũng tư người ta. Biết dành của ai không? Dành thứ hai. Dành con cứ đúng rồi con của em á. Ở đây chứ mấy hai nói về cái bánh Phước thì tính biết là gì mời chúng nhóm mình kêu hai cái Phước đi hai. Cái hai cảm ơn Phước nhiều nha. Cái nào? Đã đi là tài trợ cho gia đình và cái tem bé Hồng với bé Hai nha. Thực sự là rất là vui vẻ và rất là ngon. Anh Phước cảm thấy là tại vì hai anh em á một cái ngày đi phát rất là mệt cực nên là anh Phước đã thương như là tại trong bữa ăn này bé Hai cảm ơn Phước rất là nhiều nha. Và anh Phước ơi nhớ nha, cái hẹn Tết nay anh về Việt Nam anh em mình nhậu nhớ không? Cần lắm mà. Về cái anh em mình vô nha, ok nha. Em nhậu không nổi em được đào của em. Ok nha, thì thôi Hồng Lý và tất cả mọi người cảm ơn tất cả các cô chú anh chị em bạn bè xa gần đã luôn thương yêu nhóm của Hồng Lý cũng như là luôn ủng hộ và đồng hành cùng Hồng Lý và bé Hai để cho Hồng Lý và bé Hai càng ngày càng có động lực sẽ cố gắng sẽ có những clip thật hay và thật ý nghĩa đến cả nhà mình. Hồng Lý và bé Hai xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào clip sau nha.